Xin chào các bạn. Hôm nay ta lại tiếp tục chữa tiếp phần số 3 của đề Trung học phổ thông Nghi Sơn. Đề đánh giá rất nhiều câu hay. Ở câu số 18 thì nhanh thôi. Và câu rất là cơ bản, đúng không? Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Thì ta có thể dùng phương pháp loại trừ, đúng không? A là chắc chắn loại được rồi. Bởi vì cái tập xác định là D thì trừ đi phần thứ hai không thể đồng biến trên R được. A, C thì chắc chắn loại rồi. Bởi vì là cái phân thức ở mẫu này nó có nghiệm chắc chắn là loại, và D cũng là loại vì đây là hàm bậc 4, thì khi đạo hàm lên nó hàm bậc 3. Bậc 3 thì chắc chắn có nghiệm thì nó sẽ đảo dấu qua một cái giá trị x0 nào đó, nghiệm x0 nào đó, phải không? Như vậy chắc chắn là có đáp án B. Và giải thích là cái đáp án B vì cái y phải của nó là 3x bình trừ 6x cộng 3. Thì cái thằng này ta bỏ 3 ra ngoài có phải còn x bình trừ 2x cộng 1 không? Và đây chính là hằng thức, chính là x trừ 1 tất cả bình luôn luôn lớn bằng 0 với mọi x. Y phải luôn lớn bằng 0 với mọi x thì hàm số luôn đồng biến, đúng không? Trên này rồi. Đây là kiến thức cơ bản rồi, đúng không nhỉ? Ta sang câu số 19. Một người quan sát một đám bèo, đúng không? Phát triển trên mặt hồ thì thấy cứ sau 1 giờ thì diện tích của đám bèo lớn gấp 10 lần. Sau 1 giờ lớn gấp 10 lần đám bèo trước đó. Đó. Sau 1 giờ thì lớn gấp 10 lần đám bèo trước đó. Đúng không? Cứ sau 1 giờ. Đấy, thì đây chỗ này ta phải hiểu như này. Ví dụ bây giờ cái đám bèo đầu tiên nó là x thế này. Đó. Diện tích nó là x như này. Thì sau 1 giờ cái đám bèo nó lớn đi. Nó lớn lên lớn này. Nó gấp 10 lần x. Sau 1 giờ nó gấp 10 lần x. Đó. Sau giờ thứ hai thì cái đám bèo này lớn lên nó gấp 10 lần cái thằng này. Đó. 10 lần cái thằng này. Thằng này nó là 10x nhân 10x. Vậy bằng 10 mũ 2x. Đấy. Cứ theo quy luật đấy. Sau giờ thứ ba thì nó lại lớn gấp 10 lần thằng này, tức là nó lớn lên gấp 10 lần cái ban đầu. Được chưa? Chứ không phải là theo cấp số cộng. Người ta cộng vào số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ hai là 10x. Đó. Đấy, gấp 10 lần nên này. Cứ sau 1 giờ thì đám bèo lớn gấp 10 lần đám bèo trước đó. Với vận tốc tăng không đổi thì sau 9 giờ đám bèo ấy đã phủ kín mặt hồ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì đám bèo ấy phủ được 1/3 mặt hồ. Đấy, thì bài này nếu mà hiểu được ý của bài toán thì rất dễ, không hiểu thì rất khó. Thì bây giờ ta phải đi tìm sau 9 giờ đám bèo đó sẽ phủ được một cái lượng diện tích là bao nhiêu, đúng không? Để ta đi tìm được cái diện tích phủ kín mặt hồ theo x, đúng không? Nào, bây giờ ta gọi cái đám bèo đầu tiên, gọi đám bèo đầu tiên có diện tích là x. Ta gọi cái đám bèo đầu tiên, đó, có diện tích là x, đơn vị là diện tích. Thì suy ra sau 1 giờ thì diện tích của nó là gấp 10 lần không? Là 10 lần x, đó. Sau 2 giờ, tức là thêm 1 giờ nữa, đó. Thì cái S2 nó gấp 10 lần cái đám bèo ban đầu là 10x, thế là 10 mũ 2x, đúng không? Vân vân. Sau 9 giờ thì cái S9 nó gấp 10 lần, tức là theo quy luật của nó là 10 mũ 9x, đúng không? Theo 2 giờ thì là đây S2 là 10 mũ 2, S1 là 10 mũ 1, S9 là 10 mũ x. Sau 3 giờ là 10 nhân với thằng này, đó, thì là 10 mũ 3 x. Đấy, như vậy cái diện tích này là phủ kín, đó. Thì diện tích của 1 phần 3 của thằng này là 1 phần 3 nhân với thằng này thôi. Như vậy ta gọi sau T giờ, sau T giờ đám bèo phủ kín 1/3 hồ. Đó.
Tức là ta suy được ra sau mà sau t giờ thì ta có cái diện tích ST. À, sau 2 giờ là 10 mũ 2x, sau 9 giờ là 10 mũ x, 10 mũ 9x, sau t giờ là 10 mũ t. Đó. Và cái thằng này bằng 1/3, theo bài ra 1/3 cái hồ của nó, cả hồ là 10 mũ 9x, 1/3 của cái hồ, tức là 10 mũ gì? Mũ 9x thế này. Đó. Bây giờ hai bên của x ta bỏ đi. Được chưa? Vậy 10 mũ t thì bằng 1/3 nhân 10 mũ 9. Đó. Ta loga thập phân hai vế. 10 mũ t bằng loga 1/3 nhân 10 mũ 9. Này ta hạ t lên đây, loga thập phân của 10 thì bằng t rồi. Như vậy ta hạ thằng này bằng tổng nó. À đây. Chính là cái đáp án B kìa. 10 mũ 9 loga 10, cái này là 10 mũ 9 trên 3 thì nó bằng loga của 10 mũ 9 thì nó là 9, đúng không? Trừ loga thập phân của 3. Như vậy nó ra được đáp án B. Đúng không? Chỗ này bằng, chỗ này ta hiểu nó là gì? Nó là loga thập phân của 10 mũ 9 trên 3 thì bằng loga thập phân của 10 mũ 9 trừ loga thập phân của 3. Đúng không? Theo đúng công thức. Và thằng này thì nó bằng 9 rồi. Hạ 9 đây bằng 9 rồi. Trừ loga thập phân của 3. Đúng không? Chính là đáp án này. Như vậy nó ra được đáp án B. Đúng không nhỉ? Đấy, nhớ ở đây một chi tiết rất quan trọng là cứ sau 1 giờ thì cái đám bèo nó lớn lên gấp 10 lần đám bèo trước đó. Đó. Sau 2 giờ thì nó lại phình ra 10 lần cái trước đó. Trước đó là có sẵn rồi này. Nó có mấy này. Thì 10 lần nhân với cái trước đó đây này, thì ra 10 mũ 2. Như vậy theo quy luật đấy thì sau t giờ thì sẽ là 10 mũ t nhân x. Đúng không? Sau t giờ thì diện tích của nó là 10 mũ t nhân x. Và phủ kín 1/3. Đây, cả của nó đây, 1/3 nó thì lấy cái thằng này chia cho 3 thì nó ra. Đúng không nhỉ? Đấy, bài này hiểu ra nó rất là dễ làm thôi. Ta sang cái câu tiếp theo nhé. Đó, tiếp tục sang câu 20. Câu này khá dễ thôi. Một lớp học có 35 đoàn viên, trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp. Đó, lấy 3 phần tử trong một tập hợp gồm 35 phần tử. Thì nó là C3 của 35, đúng không? Chọn ngẫu nhiên 3 phần đoàn viên tham dự hội trại 26 tháng 3, tính xác suất để 3 đoàn viên chọn được có cả nam và nữ thì nó phân ra hai trường hợp. Ở đây là có thể có một nam, hai nữ. Đó, rồi hai nam một nữ. Đó, thì có thể tính được ngay. Tính được ngay cái xác suất của biến cố A. Số phần tử không gian mẫu là gì? C3 của 35, chọn 3 trong 35. Đó. Thì trường hợp nhất là chọn một nam là C1 của 15, sau đó chọn hai nữ C2 lấy 2 của 20. Đó. Đấy, bước 1 này thì chọn một nam trong 15 bạn nam thì có C1 của 15 cái chọn. Công đoạn tiếp theo, công đoạn thì là nhân, trường hợp thì là cộng. Công đoạn tiếp theo này chọn lấy 2 nữ trong 20 thì là C2 của 20 thì nhân vào. Trường hợp 2 là cộng. Đó. Lấy C2, lấy 2 bạn nam trong 15 thì là C2 của 15. Đó. Lấy 2 phần tử trong một tập hợp gồm 15 phần tử thì là C2 của 15. Công đoạn tiếp theo thì chọn lấy 1 bạn nữ. Công đoạn thì là nhân, trường hợp thì là cộng. Chọn 1 bạn nữ trong 20 bạn. Đó. Và ta dùng máy tính ta bấm. Ta dùng máy tính bấm. Nó sẽ ra là ta dùng máy tính bấm nhá. Đây 15 đúng không? Shift phím C chính là phím chia đúng không nhỉ? Đó, của 1 nhân
20 ship C của 2 cộng 15 ship C của 2 nhân 20 ship C của 1 trên 35 ship C của 3. Đấy, ta nhập như này vào và ấn bằng. Như vậy là 90/119. 90/119. Và đối chiếu nó sẽ ra được đáp án C, 90/119. Nhìn chưa? À, đáp án C. À, đáp án C. Đúng không? Đấy, bài này thì khá dễ rồi, không có vấn đề gì đúng không? Ta sang câu số 21, cũng rất là dễ chịu thôi. Ở câu 21 thì nó có nhiều cách làm, cũng có thể tính dùng nguyên hàm từng phần. Đó, thế nhưng mà như này sẽ dài. Thì theo đúng định nghĩa, ta cứ lấy thằng này đạo hàm thêm bằng trong đây để tìm được AB. Đấy chưa? Biết được nguyên hàm của AX cộng B nhân M của X, DX bằng cái này, cộng C. Đấy, dùng từng phần cũng được. Thì ta đặt AX cộng B bằng U để tính DU. M của X, DX thì tìm được V là M của X. Thì nó sẽ ra. Thế nhưng mà ta sẽ không làm như thế, làm thế sẽ dài. Đấy, theo định nghĩa thì cái thằng này đạo hàm nó bằng thằng bên trong này. Như vậy ta đi tính thằng đạo hàm f phẩy của x, f x ở đây nó chính là cái thằng 5-2x nhân em u x cộng c. Đó, thì f phẩy của x chính là nó là bằng f x ở bên trong nhé, f x d, f x d x của bên trong dưới dấu phân, thì f phẩy của x chính, f lớn phẩy là chính bằng f x. Đó, vậy bằng cái gì đây? Thằng này đạo hàm không rồi. Đó, u phẩy, đây là u, còn đây là v. U phẩy v cộng u v phẩy. Đó, u phẩy v cộng u v phẩy. Thằng này đạo hàm không rồi nhé. Thằng này phẩy, 5 phẩy bằng không rồi. Đây là trừ 2 nhân v là e mũ x cộng e mũ x phải thì vẫn là e mũ x, như vậy nhân 5 trừ 2x e mũ x. Và ta viết cho nó đúng dạng thì ta đặt e mũ x ra, bên trong còn trừ 2 cộng 5 trừ 2x e mũ x, và cái thằng này là bằng trừ 5 trừ 2 cộng 5 bằng 3 trừ 2x e mũ x. Đến đây ta chọn được a bằng 3, a đâu, a bằng âm 2, thế còn b thì bằng 3. Thì lúc này cái tổng s của nó là a cộng b, 3 cộng âm 2 bằng 1. Như vậy là đáp số là 1. Câu C, đáp án C. Nhìn chưa? Đấy, ra đáp án C. Đấy, câu này khá đơn giản thôi. Nhớ là từng phần sẽ lâu hơn, tính đạo hàm. Thằng này theo đúng định nghĩa thì vào trong này, bằng trong này, bằng fx là cái thằng trong này, này thì nhanh hơn, đúng không? Sang bài 22, nắm được công thức thì rất ngắn thôi. Sang câu 22, bài toán về ngân hàng thì nó có 3 cái dạng công thức. Dạng công thức thứ nhất là hàng tháng, đúng không? Gửi vào A đồng. Và dạng công thức thứ hai là ta vay một số tiền, một 500 triệu chẳng hạn, mỗi tháng trả dần A đồng. Đó. Và dạng công thức thứ ba là ta gửi một lượng tiền T nào đó, hoặc hay là cho vay một lượng T nào đó. T đấy là cứ được cứ mỗi một cái tháng, sau một tháng thì cái lãi này được ghép vào gốc để trở thành cái gốc mới. Đó, cái công thức của nó như này là T bằng A, cái số tiền cuối cùng ấy, nhân với 1 cộng M phần trăm mũ N. Trong đó A là cái số tiền gửi vào. Đó, M phần trăm là lãi suất trên năm, tùy theo tính theo tháng.
hoặc tính theo năm. Để tính theo năm thì đây là lãi suất theo năm, n là số năm, nếu tính theo tháng thì n là số tháng, tương ứng nhau. T là cái số tiền cuối cùng cả gốc lẫn lãi, đúng không? Đấy, bài này thì nó rơi vào công thức này thì dễ rồi. Đấy, một gia đình có con học lớp 1, họ muốn để dành cho con một số tiền 250 triệu để sau này con học đại học. Hỏi bây giờ họ phải gửi vào ngân hàng số tiền là bao nhiêu để sau 12 năm họ sẽ có số tiền trên. Biết rằng lãi suất sau 12 năm, tức là n bằng 12, đấy, biết rằng lãi suất tức là m phần trăm này bằng 6,7% trên năm, và số tiền t bằng 250 triệu, đúng không? Đấy, đến đây là ta tìm được đáp án. Lúc này cái số tiền cần gửi vào là a sẽ bằng t trên 1 cộng m phần trăm mũ n, và thay số vào nó là 250 triệu, đúng không? Trên 1 cộng m phần trăm là 6,7% mũ n là mũ 12, và cái thằng này bấm máy ra nó bằng 250 triệu trên 1 cộng 6,7% này, 1 cộng 6,7 ship phần trăm, đúng chưa? Nó sẽ bằng, ta chuyển về là 1,067 mũ 12 đồng, đúng không? Đấy, thì đối chiếu nó sẽ ra được đáp án A, 250 triệu trên 1,067 mũ 12 đồng, đúng không? Đấy, thì ra được đáp án A. Thế đó, rơi vào công thức này nó dễ rồi. À, còn có hai loại công thức nữa, nó sẽ làm bằng các cái đề thi, tôi sẽ nói xong nhé. Tiếp tục sang câu 23, câu này thì quá dễ rồi. À, dùng mốt 7 tính được, tức là dùng table hoặc là dùng table ta tính đạo hàm kết hợp máy tính. À, rất nhiều cách, các anh tính ngay y phẩy bằng 3x bình trừ 12 cho bằng 0, 3x bình bằng 12, x bình bằng 4 và x bằng cộng trừ 2. Đó, thì đều thuộc vào cái đoạn đang xét, đúng không nhỉ? Đều thuộc vào trừ 2, 3. Như vậy ta phải đi tính f trừ 2, f2 và f3. Thì trong ba thằng này thì lấy hai trong ba nào lớn nhất thì lấy là giá trị lớn nhất, mà thằng nào bé nhất thì lấy giá trị nào bé nhất, đúng không? Theo đúng lý thuyết trừ 2, 3 thì nó có số 2 trong đây, số trừ 2 nó cũng thuộc đoạn này, đúng không? Đấy, ta dùng phím CNC này cũng được, nhập luôn vào cũng được. Đây này, alpha x mũ 3 trừ 12 x alpha x cộng 1, đúng không? Dùng phím CNC là hỏi x bằng âm 2 đi thì nó là 17, đúng không? CNC x bằng 2 này âm 15, CNC x bằng 3 đi bằng âm 8. Như vậy đây nó là giá trị lớn gì? Lớn nhất, và đây là giá trị nhỏ nhất. Như vậy là trừ 10 5 là giá trị nhỏ nhất và 17 là giá trị lớn nhất. Vậy là đáp án D, 17 và trừ 15, đúng chưa? Như vậy từ đây nuôi ra D. Đấy, câu này thì rất ngắn thôi. Nó sang câu 24. Ở câu 24 thì quá quen thuộc rồi, và tìm M để hàm số đồng biến trên cái khoảng từ âm vô cùng dương vô cùng, hay nói khác là đồng biến trên toàn tập số thực, đúng không? Thì lúc này ta đi tính y phẩy đồng biến là lớn bằng 0 với mọi x, đó. Tính y phẩy cái điều tập xác định của nó là nha giờ rồi, bởi vì trong này luôn luôn dương rồi, đúng không nhỉ? Căn u đạo hàm 1 trên 2 căn u nhân u phẩy, đó. 2 căn
x bình cộng 1 nhân với x bình cộng 1 phẩy thì có phải là 2x không? Trừ m lớn bằng 0 à, với mọi x thuộc E dòng, đúng không? Đấy. Sau đó ta cô lập, chuyển trừ m sang đây, 22 rút gọn đi, vậy m sẽ bé hơn bằng x trên căn x bình cộng 1. Ta đặt này là fx, này chính là f đấy, cho dễ. Đấy, bao giờ cô lập để cho dễ, mở nhỏ hơn với mọi x, với mọi x nhỏ hơn cái thằng này với mọi x. Đấy, vậy phải nhỏ hơn cái min của nó, đó. Như vậy giờ lại tính f phẩy, à, thằng này đạo hàm là 1 nhân x bình cộng 1 trừ thằng này đạo hàm, nó giống như đây, rút gọn đi, nó chính là 1 trên 2 căn, nhưng nó rút gọn đi còn căn x bình cộng 1 nhân x trên này, đúng không? Chính là đây, trên cái mẫu bình. Đấy, làm trắc nghiệm mà không biết mẫu nữa. Và ta quy đồng lên, cái này nhân lên đây thì nó là x bình cộng 1 trừ x, đúng không? Trên trên một cái mẫu nào đó, mở 1 đi, mẫu nó luôn dương, đúng không? Đấy. Và cho bằng 0. Khảo sát đấy. Thằng này luôn dương rồi gì? Đúng không nhỉ? Luôn dương rồi. Bởi vì x bình trừ x cộng 1 thì người ta phân tích cho nó bằng x trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng 1 phần 4 cái này, à cộng 3 phần 4 cái này, đúng không? Thì luôn dương rồi. Vậy f này là luôn luôn đồng biến, đúng không? Đấy, sau đó ta lập được cái bảng biến thiên, đúng không nào? Đây là x, đây là f phẩy, đây là f, x chạy từ âm vô cùng dương vô cùng, đúng không? Luôn dương rồi, như vậy đi lên, luôn luôn đi lên này, tại x bằng âm vô dương vô cùng, à, dương vô cùng thì nó sẽ bằng 1, đúng không? Thì âm vô cùng nó sẽ bằng âm 1, có thể dùng máy tính bấm, đúng không? Ta nhập cái này vào, nếu dương vô cùng thì ta cho x nó bằng 9999 chẳng hạn. Đấy, thì ta tìm được ra 1. Hoặc là cái chỗ này ta cho x bằng trừ 999 cho nhiều hơn 9 mà, thì nó sẽ ra là âm 1. Và muốn m nhỏ hơn thằng này thì phải nhỏ hơn cái min của nó. Vậy suy ra m phải nhỏ hơn bằng âm 1, đúng không? Thì đối chiếu đáp án nó sẽ ra được đáp án D. M nó thuộc vào từ âm vô cùng cho tới âm 1, đúng chưa? À. Đây, nhìn chưa? Đấy. Nó ra được đáp án D. Như vậy suy ra được đáp án D. M sẽ chạy từ âm vô cùng tới âm 1. Đấy, nhỏ hơn, nhớ là nhỏ hơn, phải nhỏ hơn min của cái thằng này. Đấy, nhỏ hơn những cái thằng nhỏ nhất của thằng này thì sẽ nhỏ hơn toàn bộ cái thằng này, đúng không? Thế còn ngược lại, bây giờ lớn hơn hoặc bằng thì phải lớn hơn hoặc bằng móc của nó. Đấy, nhỏ hơn hoặc bằng thì phải nhỏ hơn hoặc bằng min, còn lớn hơn hoặc bằng thì phải lớn hơn hoặc bằng móc nhé. Đó, thì nó ra thì cái này có thể dùng máy tính bấm, đúng không? Nó ra bấm máy tìm nim ấy. Đấy, tìm nim đơn giản, chia cả tử vào mà. X dần dương vô cùng chia cả tử mẫu cho x thì trên này còn 1, x là căn bậc 2 của x bình, trong còn 1 cộng 1 x bình thì như vậy đúng không? 1 trên 1 thì bằng 1, đúng không? Âm vô cùng cái x, cái x tiến đến âm vô cùng thì cái x thì người ta viết nó là trừ căn bậc 2 của x bình. Đấy, thì nó có dấu trừ ngoài thì nó bằng âm 1, hoặc là dùng máy tính bấm, đúng không? Cho x thì chạy, ví dụ chạy bấm cái này vào, nhập cái này vào máy tính, cho x nó bằng nhiều con 9 mà thì nó ra, hoặc cho x nếu dần âm vô cùng cho x bằng trừ 9999 nhiều con 9 mà nó ra, đúng không nhỉ?